Phát ngôn của võ sư Đoàn Bảo Châu ngụ ý đã để võ sư Huỳnh Tấn Kiệt. Sau thất bại trước cao thủ Vịnh Sơn Quyền, Free Fans Guy Flores, võ sư Đoàn Bảo Châu đã có những chia sẻ thẳng thắn. Theo nguồn tin từ VTC News, võ sư Đoàn Bảo Châu hệ phái Đoàn Long Karate chia sẻ: "Tôi là người đàn ông trung thực, tôi không hề xấu hổ về trận thua của mình. Tôi nhìn thấy hạn chế của mình và tôi không tiếc về vấn đề đó. Con người nào cũng có hạn chế và tôi sẽ tiếp tục trên con đường võ đạo của mình bằng cả con tim." Phát biểu này khiến nhiều người nghi ngờ về việc liệu võ sư Đoàn Bảo Châu phải chăng đang ngụ ý châm biếm một nhân vật khác trong giới võ thuật. Được biết trước đó, võ Vịnh Xuân Quyền, Fear Frankoy Forest, sang Việt Nam nhằm thách đấu với trưởng môn Huỳnh Tấn Kiệt của Nam Huỳnh Đạo vì nghi ngờ ông này giở trò bịp bợm qua các video chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên khi đến Việt Nam, võ sư này đã bị trưởng môn Huỳnh từ chối thách đấu. Cùng lúc đó, võ sư Đoàn Bảo Châu ngỏ ý muốn giao lưu võ học với Flores. Sau những thư từ qua lại, hai bên đồng ý giao đấu với tư cách cá nhân. Trưởng môn Huỳnh Tấn Kiệt thuộc môn phái Huỳnh Nam Đạo, nổi tiếng với khả năng truyền điện và hạ gục đối thủ trong vài cú chạm. Các video ghi lại cảnh ông biểu diễn với học trò được cộng đồng mạng truyền tay nhau và gây chú ý suốt một thời gian dài. Tuy nhiên với sự lạ thường và huyền bí từ môn võ này cũng đặt dấu chấm hỏi lớn đối với các võ sư nước ngoài. Đa phần họ cho đây là một màn diễn xuất lừa bịp chứ chưa thực sự là tài năng như những gì xuất hiện trong clip. Bằng chứng là võ sư Free Frankoy Flores đã gửi thư mời thách đấu để xác nhận thực hư. Hiện tại phía trưởng môn Huỳnh Nam Đạo vẫn chưa có bất kỳ phản hồi về tình hình trên. Trước sự im lặng trên đã không có ít người tỏ ra nghi ngờ về khả năng thực sự của trưởng môn Huỳnh. Hàng loạt những bình luận bức xúc lần lượt chia sẻ về việc này. Trong khi đó câu chuyện thực hư về khả năng của võ sư Huỳnh Tấn Kiệt vẫn là ẩn số. Vợ võ sư Đoàn Bảo Châu đấu cao thủ Vịnh Xuân quá khứ khiến khán giả ngỡ ngàng. Hóa ra bà xã của võ sư nổi tiếng Đoàn Bảo Châu là người quen lâu ngày không gặp của khán giả Việt. Hôm qua ngày 12 tháng 7, võ sư Đoàn Bảo Châu hệ phái Đoàn Long Karate có trận giao đấu với cao thủ Vịnh Xuân Fear Frankoy Flores, gây xôn xao dư luận. Dù thất bại, song ông Bảo Châu cho biết cảm thấy vui vẻ. Sau màn đối đầu gần 3 phút của chồng với đối thủ, Hoàng Thu Hường, vợ võ sư Bảo Châu đã chạy ra ôm lấy ông xã, đồng thời cho biết không muốn bình luận nhiều về cuộc thị thí, bởi đó là việc của những người đàn ông. Cô cũng cho biết thêm, tôi đau lòng vì các bạn chỉ trích cả việc tôi chạy ra ôm chồng mình. Thử hỏi thấy chồng hay vợ của các bạn như vậy, bạn có đau lòng và suy nghĩ được nhiều hơn không? Cuộc thị thí là việc của hai người đàn ông, song hình ảnh về vợ võ sư Bảo Châu lại khiến nhiều người tò mò. Ít ai biết rằng bà xã võ sư Đoàn Bảo Châu lại là người quen lâu ngày không gặp của khán giả. Cô từng đảm nhận vai Hiền trong phim Sống ở Đáy Sông. Hoàng Thu Hường từng đạt giải Á Khôi Người Đẹp Noel năm 1995, Á Khôi Thể Thao năm 1996. Kết hôn với võ sư Bảo Châu, cặp đôi có 3 con, 2 gái 1 trai. Với sở thích nhiếp ảnh, ông xã thường làm phó máy cho ba mẹ con khi đi chơi. Võ sư Đoàn Bảo Châu từng chia sẻ hài hước trên trang cá nhân, nhờ biết chụp ảnh mà anh mới cưa cẩm được cô vợ là diễn viên xinh đẹp. Cô sở hữu vẻ đẹp mang chất Á Đông. Bà xã võ sư Bảo Châu tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và có 3 năm hoạt động tại nhà hát Tuổi Trẻ. Trong Sống ở Đáy Sông, Hiền, cô thôn nữ xinh đẹp là mối tình đầu thơ mộng của anh chàng núi sông Bắc. Tuy nhiên mối duyên của hai người lại sớm bị chia cắt. Ngoài Sống ở Đáy Sông, Hoàng Thu Hường còn tham gia nhiều bộ phim khác như Thiên Đường ở Trên Cao, Vào Đời, Những Ngọn Nến Trong Đêm. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thu Hường bỏ sang ngang làm báo từ năm 2004. Hiện cô đang công tác tại một tờ báo điện tử nổi tiếng ở Hà Nội. Vào đầu tháng 4 vừa qua, nữ diễn viên nổi tiếng thập niên 90 đưa hai con đi casting cho phim Câu Chuyện Buồn Nhất Thế Gian. Nói về cơ duyên với nghề báo, diễn viên Sống ở Đáy Sông cho biết, trong lúc tìm việc, cô có dịch tài liệu và viết bài gửi cho một số tờ báo tiếng Anh. Tình cờ một chị bạn ngỏ lời mời cô sang làm báo và người đẹp thử sức ở lĩnh vực văn nghệ. Vài năm trở lại đây, vợ võ sư nổi tiếng mới chuyển sang viết báo văn hóa, xã hội chính trị và tổ chức bài vở. Nói về nghiệp cầm bút, Á Khôi Thể Thao năm 1996 tâm sự, nghề làm báo cho tôi tận hưởng nhiều điều thú vị, được trải nghiệm cuộc sống đa diện hơn và có một tư duy sắc sảo hơn. Trước đây những vấn đề tôi suy nghĩ chỉ gói gọn trong thế giới của mình,
Nhưng khi tôi có cái nhìn đa diện hơn về cuộc sống, thì tôi biết cảm thông với cuộc sống và con người hơn, suy tư về những vấn đề của người khác nhiều hơn. Sau khi lập gia đình, Thu Hường vẫn miệt mài với công việc làm báo. Cô không ngại khó khăn, vất vả và đi nhiều nơi để thực hiện các phóng sự độc đáo, hấp dẫn. Dự án Câu Chuyện Buồn Nhất Thế Gian đã thôi thúc đam mê điện ảnh của Hoàng Hường, khiến chị quyết định đưa cả hai tới casting phim. Người đẹp cho biết các nhân vật trong phim đều phù hợp với độ tuổi của ba mẹ con, nên quyết định đưa hai con đi ứng tuyển trong dự án phim điện ảnh này. Vẻ đẹp sắc sảo và mặn mà của nữ diễn viên đình đám một thời. Ở nhà, Thu Hường trở về với hình ảnh một người phụ nữ đảm đang tháo vát. Ông Hoàng Vĩnh Giang nhận định có hàng chục cao thủ Việt Nam hạ được Pierre Flores. Vốn là cao thủ Vịnh Xuân, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam cho rằng trình độ của võ sư người Canada không có gì là ghê gớm. Ông Hoàng Vĩnh Giang chia sẻ với VN Express rằng: "Tôi đã xem video trận đánh giữa Pierre François Flores và Đoàn Bảo Châu. Nói chung không có gì đặc sắc về chuyên môn. Cái tôi ấn tượng ở võ sĩ người Canada là tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng dấn thân đến các nước khác để giao lưu. Trong trận đấu với Bảo Châu, thái độ của cậu ấy cũng nhã nhặn. Nhiều người cho rằng Pierre hơi quá đáng ở cú đá cuối cùng khi đối thủ đã lảo đảo, nhưng tôi thấy bình thường. Cậu ấy đá theo phản xạ, luật cũng không sai và còn kịp thu lực về. Nếu đá hết sức trong tình huống đó, Bảo Châu có thể đã bắn vào tường. Sau trận đấu, tôi còn nghe nhiều tiếng vỗ tay khen ngợi tinh thần của cậu ấy." Ông Hoàng Vĩnh Giang học Vịnh Xuân từ năm 1978 tại Liên Xô cũ và từng được bạn bè quốc tế gọi là Lý Tiểu Long của Việt Nam. Ông cho biết Pierre là cao đồ của đại sư Nam Anh, trưởng môn phái Nam Anh Vịnh Xuân tại Montreal, Canada, còn gọi là Vịnh Xuân chính thống phái. Võ sư Nam Anh là một trong những học trò của người khai sinh ra Vịnh Xuân Việt Nam, Nguyễn Tế Công. Ông Giang nói, so với đồng môn Ngô Sĩ Quý, võ sư Nam Anh ở trình độ thấp hơn. Tuấn Hạc, người từng giao đấu và thắng Pierre Flores tại Hà Nội năm 2010, trước đây học võ từ cháu của võ sư Ngô Sĩ Quý. Qua trận đấu vừa rồi, tôi thấy trình độ của Pierre không có gì ghê gớm. Việt Nam có hàng chục cao thủ Vịnh Xuân có thể đánh bại cậu ấy nhanh chóng. Ông Giang từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam chia sẻ thêm như vậy. Theo Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam, Vịnh Xuân rất phát triển ở Việt Nam. Mỗi tỉnh cũng có hàng chục chi nhánh. Các võ sư cũng thường xuyên sang Phật Sơn, Trung Quốc để học hỏi. Ông Vĩnh Giang cho biết thêm, tôi không ủng hộ trận đấu giữa PM và Bảo Châu. Đó là trận đấu chui, nó không có bảo hộ, không được cấp phép. Sự chênh lệch thể hình giữa hai người cũng quá lớn, nói chung là không ra sao cả. Tuy nhiên, cũng khó có thể trách Pierre bởi cậu ấy ban đầu không có ý định đấu với võ sư Bảo Châu. Cậu ấy hẹn đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt, vốn có chiều cao và cân nặng tương đồng, nhưng không được hồi âm. Đúng thời điểm đó, lại nhận được lời đề nghị giao lưu của võ sư Bảo Châu nên đồng ý. Sau trận đấu với ông Châu, võ sư Pierre được cho là còn ít nhất một trận đấu nữa tại Hà Nội. Người được đồn đoán sẽ thượng đài với ông là Trần Lê Hoài Linh, cháu của cố võ sư Trần Thúc Tiền, một trong những đệ tử của tổ sư Vịnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công. Tuấn Hạc sẵn sàng tiếp nối tinh thần thượng võ của Đoàn Bảo Châu. Trước khi cái tên Tuấn Hạc được báo chí nhắc đến như nhân vật tiếp theo được võ sư Flores thách đấu, bản thân anh cũng đã theo dõi trận đấu giữa võ sư Vịnh Xuân và cao thủ karate Việt Nam. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc giao đấu với võ sư Vịnh Xuân, võ sư người Canada khiến nhiều người bất ngờ trước thông tin thách đấu với Tuấn Hạc, người đã đánh thắng mình trong một trận giao hữu cách đây 8 năm. Những thông tin liên quan đến cuộc hành trình của võ sư người Canada tại Việt Nam đang nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Nhiều người cũng khá bất ngờ khi biết rằng chính cao thủ karate Việt Đoàn Bảo Châu là người gửi lời mời thách đấu đến võ sư Vịnh Xuân Flores. Chia sẻ với chúng tôi, Tuấn Hạc cho biết bản thân anh đã luôn theo dõi những thông tin về chuyến đi này của võ sư Flores khi đến Việt Nam. Trong khi nhiều võ sĩ khác trong nước đều đồng loạt lên tiếng bình luận về vấn đề này, thì Tuấn Hạc giữ im lặng vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Là một võ sĩ đam mê với võ thuật, nhưng bản thân Tuấn Hạc lại không thích sự ồn ào. Anh cũng không muốn mọi người nghĩ rằng võ thuật chỉ là sự đánh đấm, giao chiến. Vì vậy, anh hoàn toàn không đồng ý với cách xử sự quá ồn ào cũng như những lời nói khá ngông từ vị võ sĩ Canada trước đó. Tuấn Hạc cho biết anh hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của võ sư Đoàn Bảo Châu khi thách đấu với Flores.
Sau khi theo dõi màn giao đấu giữa võ sư Đoàn Bảo Châu và võ sư Flores, anh cho rằng chúng ta đừng quá quan tâm đến kết quả đó. Chỉ cần biết rằng võ sư Đoàn Bảo Châu mang tinh thần của một người thượng võ. Theo lời của anh, rõ ràng đây là một cuộc giao hữu không cân sức. Trong khi võ sư Đoàn Bảo Châu đều ở cửa dưới về chiều cao, cân nặng, thể lực nhưng vẫn sẵn sàng chiến đấu. Đối với một người luyện võ, ngay cả khi họ nhỏ bé nhưng họ vẫn chấp nhận đương đầu, vẫn giữ tinh thần chiến đấu để cảnh tỉnh bất kỳ người nào có thói ngông cuồng, coi thường đối phương. Ngay chính bản thân mình, anh Tuấn cũng khẳng định rằng việc cân xứng giữa chiều cao với cân nặng trong giao đấu là rất quan trọng. So về thể trạng, anh cho rằng người Việt Nam mình khó có thể hơn thua được với người nước ngoài. Anh Tuấn Hạt chia sẻ, mình từng được cử đi sang Israel với tư cách là thầy giáo giảng dạy võ thuật. Nhưng nói thật là so về sức lực thì người Việt Nam mình làm sao có thể đọ được với họ. Họ vẫn tôn trọng mình vì mình là thầy giáo, nhưng mình làm sao dám huênh hoang, ăn nói ngạo mạn ở nước của họ. Chính vì thế, việc võ sư Đoàn Bảo Châu sẵn sàng nghênh chiến với đối thủ to cao hơn mình là điều đáng tôn trọng. Tuấn Hạc cũng khẳng định rằng anh sẽ tiếp nối tinh thần đó của võ sư Đoàn Bảo Châu nếu có nhận được lời mời thách đấu từ võ sĩ Canada Pierre-François Flores. Anh Tuấn Hạc còn gửi lời cảm ơn sự ồn ào khi đến Việt Nam của Flores. Cảm ơn ông Flores về trận giao lưu cách đây 9 năm cũng như trận đấu ngày hôm qua vì đã để cho mọi người yêu võ thuật có cơ hội để luyện tập võ thuật. Ngay lúc này, anh Tuấn cũng đã sẵn sàng tiếp đón vị khách ngoại quốc nếu vị võ sư này nhận được lời mời tỉ thí. Được biết, Tuấn Hạc theo học môn phái Vịnh Xuân Quyền tại câu lạc bộ Vịnh Xuân do võ sư Đặng Tuấn Hải hướng dẫn 20 năm qua.